Hôm nay con có một món muốn cho mẹ xem. Mẹ có tin làm mè thanh long mà có thể cho trong mì tôm được hay không? Không, tao không tin. Không, tao không tin. Ok, không tin thì con sẽ cho mẹ xem thử. Đây, ăn thử đi. Ăn ngon quá. Ngon. Ngon mẹ, ngon không? Ngon quá. Tin không? Bây giờ mẹ tin không? Mắc tin. Mì tôm thanh long ngon quá. Ngon ha? Ngon. Cái vị này với vị đó vị nào ngon hơn? Vị trộn này nó ngon hơn mì nước một chút. Mẹ biết là trong cái vị này nó có cái gì ở bên trong không? Ngoài mấy cái thịt ra cũng như là hành thì sẽ có cái gì? Bắp thịt với này hành. Bắp ngon không? Ăn cũng ngon. Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Nghe bài hát này thì chắc chắn mọi người cũng đoán đó là gì phải không nào? Mì tôm thanh long. Tại sao thanh long lại có trong mì tôm? Và tại sao thanh long lại có thể làm được cả mì tôm? Và sản phẩm này đang hot và viral trên khắp mạng xã hội, trên TikTok, trên YouTube và thậm chí một số mạng xã hội khác của Việt Nam, vượt qua món trà chanh giã Tây để chiếm thị phần số 1 về món ăn được tìm kiếm cũng như là truy cập và mua khá nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây nhé. Thật ra đối với sản phẩm mì tôm thanh long này không phải là sản phẩm mới, đã có từ năm 2022. Tuy nhiên lúc mới ra Bắc thì không được mọi người đón nhận cũng như biết đến nhiều. Mãi khi bài hát mì tôm thanh long, một bài hát vô cùng là được xem là đi ngược với thời đại, ngược với công chúng, tuy nhiên lại nhận được sự chú ý rất nhiều. Và nhà nhà người người, ngay cả những chị em đều vẫn thuộc cái câu hát đó. Chỉ cần nghe câu hát đó thôi, nó sẽ gây ám ảnh đến mọi người. Và đặc biệt mọi người chỉ tò mò và mua gói mì tôm thanh long này về để xem thưởng thức. Và ngay chính bản thân mình cũng vậy, biết để mua mì tôm thanh long về để xem review, là xem bên trong có gì hay và hấp dẫn thú vị mà được mọi người viral trên khắp mạng xã hội. Và có rất là nhiều lượt tương tác, bình luận, comment cũng như chia sẻ khá là nhiều. Ở đây mình đã có mua hai loại, đó chính là mì trộn Palestine cũng như là gói mì heo thịt bằm. Sản phẩm này mình thấy khá là hot luôn nha. Không những trên TikTok bán chạy hot rằng mà ngay cả trên Shopee cũng khá là cháy hàng luôn nha. Ngay chính công ty chính chủ thì sản phẩm cũng đã hết rồi. Cho nên mình quyết định đặt mua ở một cái shop khác trên Shopee. Và mua gói mì này thì theo như mình được biết, đối với mì trộn baguette này có giá từ dao động 15 đến 16.000 đồng tùy theo shop bán. Và gói mình mua nữa đó chính là mì heo thịt bằm chỉ có giá dao động từ 10 đến 11.000 đồng tùy theo mỗi shop bán khác nhau, giá dao động trong tầm giá đó thôi. Đối với một gói mì hàng Việt Nam như thế này với một mức giá như khá từ 10 đến 16.000 đồng thì tương đối là gói mì cũng khá là ok. Và đặc biệt mình cũng rất thích là hàng Việt Nam mình có thể vươn xa, được mọi người biết đến nhiều hơn, rộng rãi nhiều hơn. Nghe khi mọi người nói đến mì tôm thì chắc chắn gói mì Vức Giang Hảo Hảo sẽ là món mì tôm mà nhà nhà người người đều biết. Tuy nhiên mình hy vọng là gói mì tôm thanh long, món mì tôm thanh long này sẽ được mọi người, công chúng của Việt Nam cũng như quốc tế sẽ biết hơn về hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đặc biệt được làm từ trái thanh long, một trái có thể giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, vừa có thể là nhu cầu thiết yếu giúp cho bà con nông dân có thêm nguồn thu nhập cũng như là kinh phí cao để quyết định vẫn tiếp tục gắn bó với việc trồng thanh long. Và gói mì tôm thanh long này có xuất xứ từ mì tôm thanh long và nó cũng có một ý nghĩa khá là nhân văn luôn nha mọi người. Tí nữa mình sẽ nói sao cho mọi người. Trước tiên khi mở hộp ra mọi người sẽ thấy là trong gói mì tôm này thì cái màu sắc của nó khác với mì tôm thông thường. Đối với mì tôm thông thường thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái cọng mì là màu hơi vàng vàng. Còn ở đây thì mọi người sẽ thấy nó là màu hồng nha. Tất cả các loại mì tôm của thanh long này đều là màu hồng hết nhé. Có loại nó sẽ đậm và loại sẽ lợt hơn. Ở đây chúng ta sẽ có 3 gói gia vị, một gói topping nè, một gói dầu và một gói sốt nha. Bây giờ mình sẽ gỡ ra kiểm tra ba gói gia vị này bên trong như thế nào luôn nha. Thì mình nghĩ những gói gia vị như thế này thì nó cũng giống tương tự với những gói mì tôm khác mà thôi. Và đặc biệt là nó chỉ khác là ở cái trong mì tôm được làm từ sử dụng bằng trái thanh long. Mình nghĩ họ sẽ sử dụng theo công nghệ nano để làm làm gói mì tôm này. Đối với mì trộn baguette thì đa phần khi lúc trước mình có xem vai thì mọi người sẽ nói gói mì trộn baguette này sẽ ngon hơn là những loại mì khác của mì tôm thanh long này nha. Trong mì tôm thanh long này sẽ nếu như mọi người mua một thùng sẽ có 6 đến 7 loại khác nhau nha. Như là mì trộn baguette nè, mì thịt bằm nè, heo thịt bằm, cũng như là một số loại hương vị khác nữa, vân vân. Tuy nhiên mình mua hai loại, một loại mì trộn và một loại mì nước này để xem như thế nào thôi, vì nó khá là hot cho nên mình cũng khá là tò mò về sản phẩm như thế nào. Đối với gói mì trộn này thì mình thấy ở bên trong sản phẩm thì sẽ có 3 gói gia vị nhá, như là mì nước. 3 gói gia vị này sẽ có một gói topping nè, hành nè, rồi một rau củ, vân vân. Sẽ có một gói sốt và một gói sốt cà chua nha. 2 gói mì này nếu mà có sốt cà chua thì mình nghĩ sản phẩm này ăn sẽ hơi chua chua đấy nha. Và mình thấy là ở bên gói mì trộn cái màu của nó lợt hơn là cái bên gói là mì nước, mì thịt bằm nha mọi người. Bên gói mì nước nó sẽ có cái màu khá là hồng hơn. Mình thấy nó hồng và đẹp hấp dẫn hơn là bên gói mì trộn nha. Tuy nhiên thì trong gói mì trộn này thì mình khám phá ra được rằng là cái trong người ta bỏ trong một cái này, mình xem nó như là cái dụng cụ để đựng chứa mì tôm nè, thì được làm từ chất liệu giấy. Loại giấy này khá là tốt đấy nha mọi người. Nó hơi mềm mềm. Tuy nhiên là khi mà đổ nước vào bên trong thì mình thấy tương đối khá ok đấy, không sao đâu. Và cái cọng mì nó hơi bự nha, cọng mì nó hơi to hơn là bên mì nước nha mọi người. Màu lợt hơn và cọng mì nó sẽ to hơn nữa. Đây là cái trước tiên là phần nhìn thì mình sẽ đánh giá là hai bên loại mì sẽ có sự khác nhau, và gói gia vị thì cũng khác nhau một tí. Tuy nhiên vẫn là 3 gói gia vị nha. Nếu như mọi người mua một số sản phẩm khác như là hai mì cucumbi hay là thậm chí mì Milliket chẳng hạn thì mình thấy nó chỉ có 2 gói gia vị, còn ở mì này thì nó sẽ có 3 gói gia vị nha. Hay là mì omachi chẳng hạn, mì omachi thì vẫn có 3 gói gia vị. Ở đây thì giữa hai màu sắc thì sẽ có sự chênh lệch màu đậm và màu lợt ở bên mì trộn cũng như mì nước. Và tất nhiên là khi mình sẽ lấy ra ăn sống thử xem là nó có giòn, có thơm hay là thậm chí là có cái mùi gì đặc biệt ở trong gói mì này hay không luôn nha. Trước tiên mình sẽ thử ăn sống là bên mì nước trước nha. Và mì ăn bên phần mì trộn nữa thì theo như mình cảm nhận là giữa mì trộn với lại mì nước nó cũng không giống, cũng không có khác nhau gì mấy đâu nha. Nhưng mà khi ăn vào thì mình thấy ở bên phần mì trộn nó sẽ giòn hơn là bên mì nước nha. Mình thấy nó giòn hơn bên mì nước, và ăn vào thì mình chẳng thấy có cái mùi vị gì cả. Cũng giống như là những gói mì tôm khác thôi, có vị là vị mì tôm thôi, chứ không nghe ra được mùi thanh long gì hết nha. Và thậm chí mình thấy thanh long nó cũng chả có mùi gì đâu. Và mình cũng ăn thanh long khá là nhiều, thì mình thấy là thanh long ăn vào thì mát thật sự, ăn vào rất là mát và tốt cho cơ thể của chúng ta nữa. Đặc biệt là khi mà anh chị nào mà khó đi vệ sinh, mình nói là khó đi vệ sinh thì sử dụng thanh long ăn vào thì rất là dễ đi vệ sinh lắm nha. Ở đây khi mình trộn vào thì mọi người sẽ thấy ở phần nước này nó có một topping là bắp. Đặc biệt khác ở những gói mì tôm khác là nó có topping bắp nha. Và cái bắp này cho cũng khá là nhiều, ăn cũng khá là ngon luôn nha. Nhìn nó hơi khác và đặc biệt hơn là những gói mì khác. Thì ở hai bên, một bên là mì trộn, một bên mì nước, thì cho ra cái màu sắc thì tương đối cũng khá là bắt mắt. So với mì tôm thông thường thì mì tôm thanh long này nó có nhìn vào, chứ ăn thì mình thấy cái màu khá là bắt mắt, nó hồng hồng, hơi hồng hồng là bánh mì trộn và bánh mì nước, vừa hồng hồng vừa cam cam của cái sốt cà chua cũng như là cái gói gia vị. Thì nhìn vào thì mình thấy khá bắt mắt, khá đẹp mắt và cũng khá thích thú, đặc biệt là muốn thưởng thức ngay xem là nó sẽ như thế nào. Thì khi mà thưởng thức xong thì mình thấy là ở bên mì nước này ăn vào thì mùi vị mình cũng không có thấy là mùi vị gì cả, nó cũng giống như là những gói mì tôm khác thôi. Mình thấy cái hương vị thì tương đối là ăn mì vào thì cũng ok đấy, mình thấy mì này ăn được ok. Nhưng mà so với việc mà ăn với mì trộn thì mình đánh giá là mì trộn sẽ ngon hơn, nó sẽ thấm tháp hơn. Vì mình nghĩ là một phần làm trộn khô rồi, mình cũng khá thích ăn trộn khô hơn là trộn nước. Thứ hai là cái hương vị sốt, mình nghĩ là trong mì tôm, đặc biệt là ở mì tôm, cái nước sốt rất là quan trọng. Nếu như nước sốt rỡ thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngay cả cái mì luôn. Mình thấy nước sốt có ok. Và so với mì tôm khác thì mình thấy mì tôm Thanh Long nó khá là bở hơn, vì người ta sẽ sử dụng với kết hợp mì với trái Thanh Long kết hợp với nhau để làm thành phẩm ra một gói mì tôm Thanh Long. Mình thấy nó cũng khá là khó khăn vất vả. Được biết là sản phẩm này là phương pháp là sử dụng công nghệ nano để làm ra gói mì. Nếu như mọi người biết, khi mì tôm làm bình thường thì sẽ dễ hơn là kết hợp với Thanh Long. Kết hợp với Thanh Long thì nó sẽ có nhiều yếu tố dẫn đến là gói mì nó sẽ không được hoàn chỉnh và hoàn thành. Tuy nhiên họ cũng đã cố gắng tạo ra một gói mì tôm Thanh Long khá là đặc biệt và tạo ra một phong trào mới luôn. Thì mình ăn thì mình thấy mì tôm ăn cũng khá là ok được nha mọi người. Mùi thì mình thấy chỉ có mùi, nghe mùi mì tôm thôi chứ không ra được mùi Thanh Long, vì nó có nhiều yếu tố bên trong nữa. Tuy nhiên nó vẫn giữ một cái chất, đó là cái màu của Thanh Long ruột đỏ nha mọi người. Màu của Thanh Long ruột đỏ khá là bắt mắt. Sản phẩm này nhìn khá là ok nha. Đặc biệt là gia vị thì cho 3 gói gia vị mình thấy cũng ổn đấy. Và gói mì thì ăn tương đối cũng được, cũng không đến mức độ mà dở, mà mình thấy sản phẩm này ăn cũng khá ngon á. Mì trộn khá là ngon luôn nha. Mình nghĩ là trong tầm giá này cùng với gói mì Thanh Long, một loại mì tôm mới của Việt Nam thuần Việt 100% do người Việt sản xuất, người Việt làm ra, thì mình thấy khá ok và rất là nhân văn. Được biết là mì tôm Thanh Long này có từ năm 2012. Tuy nhiên do lúc trước sẽ có nhiều loại mì như từ việc chính người nông dân trồng Thanh Long tại Bình Thuận gặp khó khăn trong vấn đề xuất khẩu sản phẩm, hàng tiêu thụ sản phẩm, vì Bình Thuận chiếm diện tích trồng Thanh Long tương đối khá là lớn và nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của tỉnh Bình Thuận. Vì vậy công ty quyết định là tạo ra nguồn thu nhập cũng như là giúp đỡ bà con nông dân vượt qua khó khăn trong thời điểm Covid đó, và đến tận bây giờ là sản xuất ra gói mì. Tuy nhiên lúc trước đã có như là bánh mì Thanh Long cũng từ ruột đỏ, tuy nhiên không được, sau này thì không được mọi người chú ý cho lắm. Và ngay cả thậm chí là mì tôm ra từ năm 2022 nhưng mà không được mọi người chú ý. Đến năm 2023, đặc biệt là trong thời gian gần đây, được viral bởi cái video quảng cáo marketing của công ty, thì sản phẩm này mới được mọi người đón nhận, chú ý và tìm mua trên khắp mạng xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z mua cũng khá là nhiều. Vì vậy mình hy vọng là sản phẩm này từ đây sắp tới sẽ được vươn tầm quốc tế, xuất khẩu sang nhiều nước ở nước ngoài và sẽ đưa lên một tầm cao mới, là giúp cho Thanh Long Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển hơn, giúp cho bà con nông dân có thêm nguồn thu nhập đỡ khổ khó khăn hơn, và đặc biệt là đưa sản phẩm hàng Việt Nam lên một tầm cao mới, chất lượng cao và được mọi người chú ý hơn về sản phẩm hàng Việt chất lượng tốt nhé. Còn mọi người nghĩ như thế nào về sản phẩm này, hay muốn mua, hay đóng góp chia sẻ cũng như là cảm nhận của mọi người về sản phẩm này, hãy comment ở phần bên dưới. Hoặc muốn mua sản phẩm này, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như mô tả video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video mới tiếp theo. Bye bye.